Hello mọi người, có ai thèm món cá lóc nướng không nè? Để mình làm cho ăn nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị than để nướng cá nha mọi người. Hôm nay mình mới học được một cách làm cá lóc nướng ngon lắm mà dễ thực hiện nữa nè. Cá thì mình nên chọn loại to to chút nha, ăn mới có thịt. Với lại dễ rỉa xương, chứ cá lóc là xương thầy luôn đó. Mình sẽ nướng cá lóc đến khi da vừa dợp như thế này nha. Đừng nướng kỹ quá sẽ không lột ra được đâu. Rồi sau khi nướng sơ cá, mình sẽ để ra một cái dĩa để chuẩn bị lột da nha. Mọi người nhìn thấy không? Cá lóc nướng lột da như thế này ăn vừa sạch lại vừa ngon miệng nữa. Đây nè, nhìn thấy thịt đỏ ao đã không mọi người? Hôm nay mình mới biết cách làm này là một lần là ghiền luôn đó. Xuất sắc chưa? Lột miếng nào miếng nấy ra nhìn đã con mắt không? Xưa giờ toàn làm cá lóc nướng trôi, lúc mà chín á cạo da nó dính dơ, khó ăn lắm mọi người ơi. Sau khi mà lột da xong, mình sẽ để lên nướng lại một lần nữa cho chín thật kỹ nha. Lúc này chú ý mình vàng than ra để cá lóc chín từ từ, không là khét đó. Wow, mọi người thấy màu hấp dẫn không nè? Mình sẽ nướng đều bốn mặt để cá được chín và khô lại nha. Rồi trong lúc vợ mình đang nướng cá thì mình sẽ đi dạo quanh khu vườn cho mọi người coi nha. Ở đây mình trồng được một số cây húng lủi với cây húng cây nha. Mình sẽ hái mỗi cái một chút để ăn với cá nha mọi người. Nhìn mấy cọng húng lủi cưng ghê không? Kỳ này ăn chắc hết luôn quá. Rồi qua tới đây có một gốc rau quế nha, mình cũng sẽ hái một xíu để ăn luôn. Bây giờ mình sẽ tận dụng phần than thừa nãy để làm mỡ hành nha. Dầu nóng mình sẽ cho hành cắt nhỏ vào, mùi thơm lên làm đói bụng quá mọi người ơi. Cuối cùng mình sẽ cho mỡ hành lên cá, cho đậu phộng và hành phi vào. Thịt cá vàng xém thơm phức kết hợp với hành phi, mỡ hành, đậu phộng, đúng là mỹ vị dân gian. Mời mọi người thưởng thức với mình nha.